A few moments later. Bên của bên đội Châu thì chính. Đây đội Châu của chính. Bên mình nhiều nhưng mà cũng ra đấy. Đây có mấy anh em đây, bốn anh em đây, cả Lâm nữa là năm. Điểm danh thì đông. Chắc nói thấy đông là cũng ngả. Mười công bình luận 10 phút vào trận đấu của cậu. Tính xong. Quả đấy 4 triệu rưỡi nhỉ không nhỉ? Quả đấy 4 triệu rưỡi đúng không? Hay 5 triệu nhỉ? Đưa tiền. Không chả hiểu ý anh gì cả. Anh đúng rồi. Cái cuối tuần đầu tháng 3 đúng không anh em? Gì cơ? Có rất vàng mà. Bóng anh có rất vàng. Có chữ ký của Messi rồi anh sang Euro. Quả bóng của mình kia gì? Ờ quả bóng kia. Quả mất đấy. Ờ ông. Đây không phải xuống một phát bay lên này. Đây anh em đủ đội B này. Đúng rồi. Nhiệm vụ chính là đi bình luận là chính Tuấn ạ. Có clip tư liệu là chính. Các bạn. Ông này đẻ hay lắm, ai trưởng nhỉ? Cái ông cánh này. Quá hay luôn, đùa mình. Mình bị ông qua quả đầu nhẹ nhàng như đi đời chàng. Sút cũng tốt. Thế kia. Thế là mình sau phải chơi cái bài là phải thôi ôm. Chơi lúc sau phải chơi cái bài khác. Bé là phải chơi bài khác. Những trận đấu gọi là cấp độ Euro này anh em chỉ thế thôi thôi. Kinh lắm. Cái đội bên kia nó của bọn không đông quá đấy nhỉ. Hay nhỉ, đội Nghệ Tĩnh đã hay nhỉ. Cái đội bên kia mà đó. Cái đội bên kia của họ. Ờ đấy và hai đội lúc lại lúc cuối tuần tưởng là không có đội nào. Vội vàng gọi. Và chết rồi, không có đội nữa rồi thì phải thôi. Nghệ Tĩnh đài nhỉ. Yeah. Hay lắm. Dẻo đã có chiến thuật lên xuống nhịp nhàng. Thay người đây kìa. Ai mà thay kìa? Nốt tình huống đi. Nốt tình huống đi. Đúng rồi, châu. Ai thay em ơi, đá để thay cả đội đi để áo này. Bây giờ mới sớm mà mới có được 5 phút đá được 10 phút thì mấy. Anh thấy hình như là cứ hôm nào Tuấn ra đông hay sao Tuấn ạ? Đúng không? Lần nào đông đúng không nhỉ? Tuần trước còn chả ai. Đây rồi. Siêu xe ra đây rồi. Thuận tay phải, Việt thuận tay phải. Thông báo trước. Tôi đang 2 giờ đây. À đúng rồi, nó ra đâu nhỉ Việt nhỉ? Sáng mai 6 giờ. Ra Lê gần nhỉ? Tốt. Anh nghĩ tối ra đấy là hay nhất. Chứ ở 2 giờ cứ mặc mặt định ra. Cứ thay nhau đi. Châu chuyên Việt sắp nhá, Châu nhá. Dạ. Chuyên Việt sắp nhá. Dạ, bảo thay Tây là Việt sắp nhá, còn anh cứ anh là Việt. Anh là Việt. Dạ. Mình ăn được mấy rồi nhỉ? Ăn được quả. Một đúng không? Tuần trước có đâu ông hậu vệ Hàn hay nhỉ? Câu nhỉ? Về Hàn hay quá trưởng luôn. Ơ đùa. Anh ơi bạn ơi. Cho được. Này đủ 4 đội hiểu ạ.
thì hôm ra xem mấy quả siêu phẩm, anh đã bỏ lỡ không quay lại được. Oh my god. Được. Hay quá nhờ. Ôi đùa. Đùa. Ở những trận đấu lớn này cơ hội thể hiện được ít lắm, hiểu không? Sai một đường đường bóng này là tự hiểu rồi. Những trận đấu lớn này là không được mắc sai lầm đâu. Bắt đầu. Thôi, anh đúng rồi, chưa được 10 phút. He talk too many. Đang trà đá đây anh. À đây. Đây. Ở đây đang pha cái gì? Tân Cương chuyện thằng. Cùng nào đi ra bên kia đi. Hôm nào sáng sớm. Sang bên phở à? Ờ, chỉ có đi sáng sớm tí cho nó mò mẫm tí nó mới. Đúng sáng không? Sáng trong tuần cũng được anh. Trong tuần anh nhập để thư ra. Tại vì theo lịch của anh, kèo của anh cả tuần anh không phải ăn sáng rồi, được ăn sáng rồi yếu á. Thế á? Ờ. Tình hình anh cả tuần này. Thì anh em mình khoảng thứ 5 đi nhá. Năm thứ 5 đi. Năm anh tới yếu. Mai em cũng xem tổng kết đến muộn rồi. Đang có trận của Copa nữa. Đúng rồi, mai Copa cũng hay mà. Mai đi xem Copa ăn cháo lòng. Ờ hay đấy. Phải có kèo xem mới vui đúng không? Tối nay ra đây kia không? Ra kia đi xem không? Ra kia xem không? Ừ, anh muốn bạn anh sang anh chuẩn bị ra. Anh em ai ra thì ra, bỏ ra đây. Anh nghĩ ra xem hơn nhỉ? Để em thử đã. Lên luôn, chẳng đứa này đẹp này.
bên này đi. Cắm đầu cắm cổ thế. Mình là Cường hay Tùng? Em là Tùng. Ờ. Bên mình nhiều cơ hội mà.
công nhiệt phết ấy. Đã vào. Sao đấy? Ơi. Anh mới nghỉ được 3 phút. Thế thì chết. Vào. Ôi trời ơi. Hay thế nhở. Cái ông này khỏe. Ông số 9 này cũng khỏe. Anh em sao bị ép thế? Cánh luôn. Ôi giời ơi. Khó mà. Anh không tốt, anh cắt đường truyền. Anh ngại va chạm với ông chú chín thì ông ấy khỏe lắm mẹ, kinh. Đỡ quả, lọc chân phát mất trụ. Đúng rồi. Anh dẫm xuống này. Tỷ số lúc này đang là 7-2 nhá. Anh em cố gắng lên. Ông râu này ông ấy đã chuyển tốt phết ấy. Chuyển đi. Hay. Thanh Tùng đã ghi bàn thứ hai cho đội tuyển áo đỏ. Tỷ số lúc này đang là 3-7. Đá đi, mai còn đá nữa cơ mà. Ba sáu à? Tỷ số đang là 36. Hay quá. Minh Long đã cản phá một cái quả đường biên rất chi là hay. Đội bóng 43 người mà ra được có mấy người. Chết dở. Thank you.
đẩy luôn. Chân có đang nữa không? Chắc không vấn đề gì. Không cần. Không, không sưng. Không cần. Em muốn để cái này nó cao hơn tim mình không sưng. Bây giờ mà em đứng dậy em sưng. Hay quá. Từ từ Tùng ơi. Quay mới đúng. Mấy anh em này hôm nay cảm giác hơi ồn ào ấy. Anh em ta thích nhẹ nhàng quen. Thế nên Công thấy lúc anh sắp đội hình Công đã hiểu ý của anh chừng là bác ông... là chỉ luôn. Anh em không nghĩ hôm nay là mình sẽ có thêm đội ấy. Lúc kiểu có 2 người. Vâng. Còn như này hôm nay cũng đông nha, hôm nay lúc mình điểm danh lúc clip dài hoang luôn. Thời gian anh thấy thời gian ngồi tranh cãi nó mất đến nửa trận đấu. Trận đấu nữa nó bị vỡ vụn này ạ. Trách va hơi nhiều luôn. Anh kiến nghị là cả này đợt này Euro không có va nữa không ạ. Anh nên nghĩ là nên bỏ va đi. Va nó hơi bị Innova quá. Và... nó mất thời gian của trận đấu ấy. Va nó phải ra va chứ. Toàn Innova. Mất cái trận đấu thời gian nó ngắn. Va xong cuối cùng vẫn tranh cãi. Đúng thật, công nhận va xong cuối cùng trận đấu đúng vậy. Chả khác gì. Có khi lại còn kéo dài chân. Có ông bàn chân ngón hơi dài. Quả Lukaku chân hơi dài. Thôi dừng mẹ bóng đánh nhau đi. Hay, trò đấy vui đấy, trò đấy hay. Trò đấy hay. Trò đấy hay. Nhưng nếu anh xem phim Mỹ, trong phim Mỹ nó nhanh. Mỹ nó nhanh, Donald Trump ấy. Quả headshot kinh nhỉ. Tí vào vào tai chứ không là vào mặt rồi mà đi. Hôm nay nó đã có áo của nó, chiều nay nó có áo của cái ảnh của thằng Trump nó giơ tay ở đấy rồi. Nó đã in cái áo rồi bán rồi. Bán mười mấy đô ấy. Đã bán rồi. Kinh nhỉ. Nhanh thế đấy chị. Bọn nó làm thị trường ác nhỉ. Nhanh thật. Khả năng cái thằng bắn là cái thằng chuyên bán áo hiểu không? Thằng bắn là ấy mà. Là một trong những bọn chuyên nghiệp mà, thằng chuyên nghiệp mà. Chuyên nghiệp. Nhưng mà chưa xác định đúng không? Vâng. Câu đoạn chính trị này chúng ta cắt vì nó lên sóng cho nên. Và nó sẽ bị bản quyền đúng không? Bản quyền. Từ trăm bắt là mai lên. Từ trăm. Em nói chuyện ủng hộ đội mình đang đá. Đá đội này chúng ta đùa mình để. Đùa trận đấu nó rất hay. Bên của bên đội Châu thì chính. Đây là đội Châu của chính. Bên mình nhiều nhưng mà cũng ra đấy. Đây có mấy anh em đây, bốn anh em đây, cả Lâm nữa là năm. Điểm danh thì đông. Chắc nói thế đông là cũng ngả. Mới Công bình luận 10 phút vào trận đấu của cậu. Tính xong. Quả đấy 4 triệu rưỡi nhỉ Công nhỉ? Quả đấy 4 triệu rưỡi đúng không? Hay 5 triệu nhỉ? Đùa tí. Công chả hiểu ý anh gì cả. Anh đúng rồi. Cái cuối tuần đầu tháng 3 đúng không anh em? Gì cơ? Có dắt vàng mà. Bóng anh có dắt vàng. Có chữ ký của Messi rồi anh sang Euro. Quả bóng của mình kia gì? Quả bóng kia. Quả mất này. Đây không phải xuống một phát bay lên này. Đây anh em đủ đội B này. Đúng rồi. Nhiệm vụ chính là đi bình luận là chính Tuấn ạ. Có clip tư liệu là chính. Các bạn. Ông này đẻ hay lắm, ai trưởng nhỉ? Cái ông cánh này. Quá hay luôn, đùa mình. Mình bị ông qua quả đầu nhẹ nhàng như đi đẩy sàng. Sút cũng tốt. Thế là mình sau phải chơi cái bài là phải thôi ôm rồi. Chơi lúc sau phải chơi cái bài khác. Bé là phải chơi bài khác. Những trận đấu gọi là cấp độ Euro này anh em chỉ thế thôi thôi. Kinh lắm. Thì đội bên kia nó của bọn cũng đông quá đấy nhỉ. Hay nhỉ, đội Nghệ Tĩnh đã hay nhỉ. Đội bên kia mà đó. Đội bên kia của họ đúng không? Đấy và hai đội lúc lại lúc cuối tuần tưởng là không có đội nào. Vội vội vàng gọi. Và chết rồi, không còn đội nữa rồi thì thôi. Nghệ Tĩnh đá hay nhỉ. Đá hay lắm. Đá dẻo. Đá dẻo đá có chiến thuật. Lên xuống nhịp nhàng.
Ờ, thay người đây kìa. Ai mà thay kìa? Đúng rồi, châu. Ai thay em ơi, đá để thay cả đội đi để nó đá. Đứng vào thay đi. Áo này ai vào đây? Bây giờ mới sớm mà mới có được 5 phút đá được 10 phút chứ mấy. Anh thấy hình như là cứ hôm nào Tuấn ra đông hay sao Tuấn ạ? Ờ, đúng không? Lần nào đông đúng không nhỉ? Tuần trước còn chả ai. Đây rồi. Siêu xe ra đây rồi. Thuận tay phải. Việt thuận tay phải. Thông báo trước. Tôi đang 2 giờ đấy. À đúng rồi, nó ra đâu nhỉ Việt nhỉ? Ra Lê Gần nhỉ? Ờ, tốt. Anh nghĩ tối ra đấy là hay nhất. Chứ ở 2 giờ cứ mặc định ra. Cứ thay nhau đi. Châu chuyên Việt sắp nhá, Châu nhá. Chuyên Việt sắp nhá. Bảo thay Tây là Việt sắp nhá, còn anh cứ anh là Việt. Anh là Việt. Mình ăn được mấy rồi nhỉ? Một đúng không? Tuần trước có đâu ông hậu vệ Hàn hay nhỉ? Câu nhỉ? Hàn vệ về Hàn hay, vã trưởng luôn. Ơ đùa. Ơ. Anh ơi, bạn ơi. Bạn ơi. Cho được. Này đủ 4 đội hiểu ạ. Hiểu không ra xem mấy quả siêu phẩm. Anh đã bỏ lỡ không quay lại được. Oh my god. Được. Hay quá nhờ. Ôi đùa. Ở những trận đấu lớn này cơ hội thể hiện được ít lắm hiểu không? Sai một đường bóng này là tự hiểu rồi. Những trận đấu lớn này là không được mắc sai lầm đâu. Bắt đầu. Thôi anh đúng rồi, chưa được 10 phút. He talk too many. Đang trà đá đây nghe. Ở đây. Đây. Ở đây pha đây gì? Tân Cương chuyện thằng. Hôm nào đi ra bên kia đi. Hôm nào sáng anh? Sớm. Thằng sang bên phở à? Ờ, chỉ có đi sáng sớm tí cho nó mò mẫm tí nó mới. Đúng sáng, không? Sáng trong tuần được anh. Trong tuần, anh nhập để thư ra. Tại vì theo lịch của anh, kèo của anh cả tuần anh không phải ăn sáng rồi, được ăn sáng rồi yếu ạ. Thế á? Ờ, tình hình anh cả tuần này. Thì anh em mình khoảng thứ 5 đi nhá. Năm anh tới yếu. Mai em cũng xem tổng kết đến muộn rồi. Đang có trận của Copa nữa. Đúng rồi, mai Copa cũng hay mà. Mai đi xem Copa ăn cháo lòng. Ờ hay đấy. Nó phải có kèo xem mới vui đúng không? Tối nay ra đây kia không? Ra kia đi xem không? Ra kia xem không? Ừ, anh muốn bạn anh sang anh chuẩn bị ra. Anh em ai ra thì ra, bỏ ra đây. Anh nghĩ ra cho xem hơn nhà. Thank you.
Thấy à? Ui sút luôn đi anh ơi. Hôm nay chạy khỏe hơn rồi đấy anh. Tiêm á? Tiêm gì anh? Anh vẫn chưa khỏi à? Anh mổ hay là anh vẫn tiêm để cho nó dịch nó đầy ra hay như nào? Dịch đó. Thế là bị viêm thì chẳng anh? Tại lần trước anh bị rách. Rách à? Ừ, xong rồi cứ chưa khỏi thì cứ chơi. Thôi như cái ông đội bóng của em bị sụn chêm này, cố chơi xong bị sụn chêm này, bây giờ không chơi được bóng nữa rồi. Cái sụn chêm là cái không thể hồi phục lại được đấy. Mổ thì cũng không được, đắt quá. Tính cho chi phí gần tỷ nếu mà mổ cái sụn chêm. Em tưởng là 70 thôi, 70-75. Tất cả 400 chắc là cả bé đúng không? Cả tất cả điều trị, chi phí thuốc thang nữa đúng không? Hay quá anh Công ơi. Để bóng hay đấy nhờ. Mấy cái chai này không biết của ai cứ uống. Đá đi anh ơi, hết sắp hết giờ rồi, đá đi.
Anh Công ơi, em xin lỗi nha, em không quay lại được đâu. Em vào cho. Three days later. Yeah!